Chào các em, vừa rồi mình đã trải qua đề thi online phần công thức của thi chiều, đúng không ạ? Hôm nay thầy cầu mình giải quyết cái đề này. Rồi, câu số 1, mạch điện chỉ có C bằng 10 của trừ 4 chia pi farad, tần số dòng điện 50 Hz, hiệu điện thế người dụng 50 V, tìm công suất trong mạch pi đó. Câu số 1, để mình ra. Mạch điện này chỉ có sơ, còn mạch có sơ thì mạch không tiêu thụ công suất. Phần ý nghĩa hệ số công suất đấy, phải không ạ? Em chọn được bán là câu đời đó. Câu này là đề bài kiểm tra lý thuyết mình thôi, ý nghĩa hệ số công suất tự chưa. Câu số 2, hai đầu đại mạch RLC cuộn dây thường cảm duy trì điện áp UAV bằng U0 có omega T vol, thay đổi R khi điện đỡ có giá trị 24 ohm thì công suất đạt giá trị cực đại là 300 W, hỏi khi điện đỡ bằng 18 ohm thì công suất tiêu thụ bằng bao nhiêu. Câu số 2, nhìn đây, mạch này có đầy đủ RLC. Rồi, khi R bằng 24 ohm thì lúc này là công suất tiêu thụ bề mặt nó bằng là 300 W. Ở khi R 18 thì công suất tiêu thụ bao nhiêu? R bằng 18 ohm thì bên và bao nhiêu đấy, cái này mình tóm lại. Vậy bây giờ bài toán khảo sát công suất R, nhớ lại R bằng 24 thay đổi bên mắt này sẽ bằng là u bình chia cho 2 lần R tương ứng là 2 lần 24, nhớ mà. Và lúc này R bằng 24 chính bằng gì? ZLC. Bài khảo sát công suất R đấy, ZLC có rồi, R bằng 24 đó, để bên mắt mà. Rồi, vậy bây giờ đề bài hỏi là khi R 18 thì mà tiêu thụ công suất bao nhiêu, mình thay không? Vậy lúc này suy ra B nè, B bằng 18 R đấy, y bình là u bình chia cho R là 18 bình cộng cho ZLC. ZLC ở đây chính là bằng 24, không đổi, 24 bình, phải không ạ? Vậy u bình ở đây có một thay không nữa là suy ra được đáp án cuối cùng, B bằng 18 u bình nè. Em chuyển mới qua hai nhân 24 nhân cho 300 chia cho 18 bình cộng cho 24 bình. Em bấm máy, cuối cùng đáp án câu này ra là 288 W. Và ở câu này mình chọn đáp án là câu A, được chưa? Đó. Vậy câu số 2, nhắc lại về tốc khảo sát công suất khi R bằng R0 thì bê mắt. Rồi, áp dụng công thức để tính công suất E trừ R. Phải không ạ? Chú ý như thế. Tiếp, câu số 3, đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều? Câu số 3 là câu giáo khoa. Nhìn đây, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều chính là cos phi. Cos phi mình biết rõ là R chia Z, phải không ạ? Người ta hỏi là đại lượng nào thì đó chính là cos phi. Vậy cos phi đáp án là câu B, hệ số công suất K nào đó là cos phi. Rồi, câu số 3, giáo khoa thường tỷ. Câu 4, mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất, lại là giáo khoa. Mạch mà có hệ số công suất lớn nhất, đúng rồi, mạch
có coffee lớn nhất bằng 1. Có hai trường hợp là chỉ có R hoặc là mặt gồm cả R, L, C mà xảy ra cộng hưởng điện. Phần giáo khoa của thí nghiệm hệ số công suất. À, bạn nào quên xem lại. Vậy so sánh đáp án mình chọn được. Đáp án là câu câu A. Mặt gồm điện cỡ thường R1 với tiếp điện cỡ thường R2. Mặt có R1 với tiếp R2 thì mặt thì chỉ chứa R. Được chưa? Câu số 5. Đoạn mặt AB gồm hai đoạn AD và DB ghép nối tiếp. Điện áp tức thời trên các động mạch và dòng điện qua chúng lần lượt có biểu thức UAD bằng 100 căn 2 cos 100 V cộng V chia 2 V và UDB nói liền luôn bằng 100 căn 6 cos 100 V cộng 2 V chia 3 V và Y bằng căn 2 cos 100 V cộng V chia 2 A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là vậy câu số 5 này mình nhìn ra. Mặt AB gồm có mặt AD và mặt DB rồi biểu thức Y. UAD bằng 100 căn 2 có 100 V T cộng V chia 2 V. UDB còn 100 căn 6 có 100 V T cộng 2 V chia 3 V. Y bằng căn 2 có 100 V T cộng V chia 2 AB. Đề bài hỏi là công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là có biểu thức trên đoạn AD và có biểu thức Y. Mình tìm được công suất đoạn AD. Có biểu thức trên đoạn DB và biểu thức Y. Y qua mặt là như nhau. Vậy mình tìm hai công suất trên hai đoạn mạch này cộng lại là ra công suất của đoạn mạch AB. Phải không ạ? Vậy mình suy ra được công suất trên đoạn AB sẽ bằng công suất trên đoạn AD cộng công suất trên đoạn DB. Nói liền nha. Vậy công suất đoạn mạch này công thức đại nhất là U không Y không chia 2 nhân cho cos phi U trừ phi Y. Thấy không ạ? Đây là 100 căn 2 AD căn 2 chia 2 nhân cos của B chia 2 phi U trừ phi Y B chia 2 cộng cho ở đây là 100 căn 6 là trên độ DB. 100 căn 6 Y không là căn 2 chia 2 nhân cos của phi U là 2B chia 3 trừ phi Y là B chia 2. Đó. Vậy ở đây hoàn toàn là những giá trị xác định. Em thay số vô bấm máy và câu này em bấm máy được đáp án ra là 250W. Công suất của đoạn AB cuối cùng bấm máy thu gọn lại được là 250W. Em chọn đáp án câu này là câu D. Được chưa? Đấy. Rồi câu số 6. Mặt RC mắc nối tiếp gồm điện cỡ R bằng ZC bằng 100 ohm. Một nguồn điện tổng hợp có biểu thức U bằng 100 cos 100 căn 2 100 cộng cho 100 căn 2 cos 100 V cộng V chia 2. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện cỡ R. Câu số 6 nhìn đây. Mặt này chỉ có hai phần tử là RC. Trong đó R bằng ZC bằng 100 ohm. U
tổng hợp gồm có 100 cộng 100 căn 2 có của 100 bi tên cộng bi chi 2. Em nhìn đây, như vậy mạch này gồm có hai đoạn u bằng 100, đây là dòng điện một chiều, phải không? Điện áp không đổi điện một chiều, mà điện một chiều thì không qua tụ điện, tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua, nhớ chưa? Cho nên khi mắc vào hai đoạn điện áp mà có liên quan đến một chiều này, có tụ điện thì điện áp một chiều này không liên quan tới cái mặt này, nhớ dòng này, được chưa? Vậy chỉ có phần này thôi, coi như phần này đi qua cả R và C. Trên điện áp mà công suất mà tỏa nhiệt trên R là do điện áp xoay chiều phần này ra. Cho nên lúc này B em thay công thức lượt vô luôn, nó bằng R nhân cho U bình chia cho R bình cộng với C bình. R 100, U bình là cái phần này nè, 100 căn 2 là U 0 chia cho căn 2 còn lại là 100 bình chia cho R bình là 100 bình cộng cho Z sơ bình chính là 100 bình luôn. Đó, em có máy thu gọn được là 50W. Vậy đáp án ở câu này 50W là câu câu A. Được chưa? Đấy, chú ý tụ C không cho dòng điện một chiều đi qua đó, nhớ nha. Rồi câu số 7, mặt RL mắc với tiếp điện trở R bằng XL bằng 100 ohm. Mạch này có hai phần tử luôn, dòng điện tổng hợp của thức U bằng 100 có 100 căn 2 100 cộng với 5 căn 2 có 100 bi tơ cộng bi chi 2, tính công suất tỏa nhiệt của điện trở. Ở câu này, ở câu này thì lại có hai phần tử của R với lại L. Chú ý đây, câu số 7 mạch này có R, L với R cũng bằng với L dòng 100 ohm. Rồi U hai đầu mạch lúc này cũng bằng 100 cộng 100 căn 2 có 100 bi tơ cộng bi chia bi chia 2. Mạch mà có L thì dòng điện này dòng điện một chiều đi qua nó và không ảnh hưởng, phải không ạ? Cho nên là cả hai mạch này, hai điện áp một chiều và xoay chiều đều qua cả R và L. Trên công suất tỏa nhiệt trên R lúc này là gồm có hai thành phần, thành phần do điện áp một chiều gây ra và thành phần do điện áp xoay chiều gây ra, được không ạ? Cho nên là ở đây đề bài yêu cầu tìm công suất tỏa nhiệt trên điện trở thì B lúc này sẽ có hai thành phần là B1 cộng cho B2. B1 cũng bằng là U bình chia cho R, ở đây là 100 đó. B2 là R nhân cho U, U của dòng điện xoay chiều, như này nó nhầm, U bình chia R bình cộng Z L bình đó. Ở đây nè, mình ghi hiệu U1 đi, U2 để bài toán khác mình khỏi nhầm. Với em nhìn này, U1 là dòng điện một chiều đây nè, còn 100. U2 là của dòng điện xoay chiều, bằng là U0 chia căn 2, ở đây bằng là 100 luôn. Với bài này vô tình nó bằng, bài khác không bằng, người Đức cũng phải hiểu cho kỹ mới làm được, được chưa? Rồi, vậy có hết rồi mình thay vô. Cuối cùng suy ra B, U1 100 bình chia R là 100 cộng R 100, U2 bình cũng là 100 bình luôn, chia cho R bình 100 bình cộng với L bình 100 bình luôn. Vậy thu gọn cuối cùng em được đây là 150W. Và đáp án trong trường hợp này là câu câu D, 150W. Được chưa? Hai câu số 6 và số 7
thầy cố tình đặt trần nhang để mình so sánh cho kỹ, à, gặp nó làm cẩn thận, đừng để sai sót đáng tiếc. Tiếp tục câu số 8 nè, chọn câu trả lời sai. Trong một mạch chạy xe chiều, công suất tiêu thụ của mạch là B bằng KUI. Trong đó câu A, K là hệ số biểu thị độ giảm công suất của mạch, gọi là hệ số công suất của mạch xe chiều. Đúng rồi. Câu B, giá trị K có thể nhỏ hơn 1. Đúng rồi. Giá trị K có thể lớn hơn 1. Sai rồi. Hệ số công suất không thể lớn hơn 1 được. Câu D, K được tính với công thức K bằng cos phi bằng R chia Z. Đúng rồi. Đáng mặt. Vậy câu số 8 này là một câu giáo khoa. Đó. B trong động mạch bằng K nhân cho U nhân cho Y, thì mình suy được K chính là cos phi. Phải không? Cos phi nằm trong độ từ trừ 1 đến 1. Phải không? Nhưng mà hệ số công suất thì nằm trong độ là 0,1. Không nhỏ hơn bằng K, nhỏ hơn bằng 1. Mà ở đây thì bạn còn chọn câu sai nha. Mà ở đây câu sai chính là câu K lớn hơn 1. Và đó chính là đáp án. Đáp án là câu hồ sơ. Chọn câu sai. Cẩn thận nhìn ha. Rồi. Câu số 9. Chọn câu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xe chiều RLC phụ nghe truyền cảm mắc nối tiếp. À, câu A là công suất tức thời, câu B là B bằng U cos phi, câu C là B bằng R Y bình, câu D là công suất trung bình trong một chu kỳ. Đó mà chọn câu trả lời sai. Câu số 9. Công suất tiêu thụ của mạch điện xe chiều B, mình chứng minh công thức rồi, bằng U Y cos phi nè, bằng R Y bình nè. Đúng không? Bằng công suất trung bình trong trong một chu kỳ. B này không phải là công suất tức thời, đúng không? B không phải là công suất tức thời, nhớ giùm thầy. Vậy đáp án đây chính là câu A. Chọn câu sai đấy, được chưa? Rồi tiếp tục câu số 10. Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn thì điện thế một góc nhỏ hơn vi chia hai. Mạch không phân nhánh, dòng điện sớm pha điện thế nhỏ hơn vi chia hai. Câu A, trong mạch không thể có cuộn cảm. Câu B, hệ số công suất của mạch bằng không. Câu D, nếu ta tần số dòng điện là một lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng qua mạch giảm. Câu đề, nếu ta tần số dòng điện một lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng qua động mạch tăng. Câu số 10 nhìn đây. A sớm pha hơn U một góc nhỏ hơn B chia 2. Trục Y này giải là vectơ, trục Y luôn nằm ngang. Phải không ạ? Vậy U nó phải nằm dưới đây này. Đối với bài này đúng không ạ? Góc này là phi. Đó. Vậy câu A nó kêu mạch này không thể chịu cuộn cảm, vô lý trong cơ sở đâu ạ. Phải không ạ? Câu A, hệ số công suất mạch bằng không. Sai luôn. Bằng 90 thì hệ số bằng không. Câu C, nếu ta tần số lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng giảm. Câu D, nếu tăng được số lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng tăng. Chưa biết. Vậy trong trường hợp này U chậm pha hơn Y. Phải không ạ? U chậm pha hơn Y. Suy ra mạch có tính dung kháng hay là ZC lớn hơn ZL. Phải không ạ? ZC lớn hơn ZL. Nhìn này, ZC lớn hơn ZL. Hoặc là trong trường hợp này không có ZL vẫn được, chỉ có ZC và R cũng được. Đúng không ạ? Lúc này suy ra Z này. Bằng cái mặt 2 của R bình cộng với L thì ZC bình, rư tổng quát luôn.
Vết sai lớn hơn vết lời. Phải không? Lớn hơn vết lời. Vậy vết lời mà trừ vết sai ra số bé được không? Vết lời trừ vết sai số bé được không? Tăng tần số một lượng nhỏ tăng hết một lượng nhỏ suy ra ZL tăng một lượng nhỏ và ZC sẽ giảm một lượng nhỏ. Đấy mà. Vậy lúc này mình suy ra được là trị tuyệt đối ZL trừ ZC nó đang âm nha, nó đang âm, đang âm. Mày tăng lên lượng, mày giảm xuống lượng thì chắc chắn thằng này sẽ giảm, giảm xuống, đúng không? Đó. Hoặc là nó đơn giản cho biết là bằng không như vậy nhỉ? Nếu như mà ép tăng lượng nhỏ, vết sơ sẽ giảm số lượng nhỏ. Mà vết sơ giảm số lượng nhỏ thì suy ra vết sẽ giảm. Vết giảm thì suy ra cái mạch này là y bằng u chia vết. U không đổi, vết giảm thì y. Và đáp án câu này là câu cường độ biểu mặt tăng câu D. Chú ý câu này, câu này dễ nhầm không em? Chú ý là mày viết ra ZL, ZC nhỏ lớn ZL, ZL ZC nhỏ hơn không á? Cẩn thận nhỉ. Câu số 11. Cho mạch điện AB không phân nhánh gồm điện cỡ hoạt động là 50 ohm, tụ điện có điện dung là 10^-3 chia 32 bi farad, một cuộn cảm hừng có độ tương cảm L thay đổi được đặt vào hai đầu mạch AB điện AC chiều với điện hiệu dụng là 260V tần số 50Hz không đổi. Thay đổi L, công suất tiêu thụ mạch AB bằng 200W, mạch AB có tính dung kháng thì L có giá trị. Vậy câu này nhìn đây, 11. Tìm ra ZC trước. 1 chia C omega. Em thay số vô C omega bằng là 320. Phải không ạ? Rồi, cái phương trình khi cho B tìm R là sao? Phương trình mình nhắc đi nhắc lại hoài. R bình trừ U bình chia B nhân R cộng ZL từ ZC tất cả bình phương bằng 0. R có rồi, U có rồi, B có rồi, ZC chưa tìm ZL, em thay vô trị tuyệt đối ZL trừ cho 320 bằng căn bậc 2 của chuyển với qua nha, chuyển với nha. U bình chính là 260 bình chia B là 200 nhân R, đề bài cho R bằng 50 trừ 50 bình phương, em bấm máy ra được ở đây là 120. Ra 120 mà mạch có tính dung kháng cho nên ZC lớn hơn ZL, phải không ạ? Mạch có tính dung kháng, ZC lớn hơn ZL. Trên trong trường hợp này em suy ra được ZL bằng 200 hơn. ZL bằng 200, suy ra L bằng ZL chia omega. Omega là 100 bi, như vậy 200 chia 100 bi còn lại là 2 chia bi n bi. Đáp án cuối cùng em chọn được là câu C. Đó. Câu 11 mới đọc vô em thấy rất rối, phải không? Rất là rối. Nhưng mà nhớ dùng phương pháp này, đúng phương pháp mình làm nhẹ nhàng. Nhớ như này. Dạ. Tiếp tục câu số 12. Cho mạch điện AB có kết tiếp gồm quyến cỡ R, một cuộn cảm và tư cảm là 1 chia 30 Henry và điện trở phần là 20 ohm. Tụ điện có điện dung là 250 chia 30 microfarad. Đặt vào hai đầu mạch AB một điện áp xoay chiều U và U0 có 120 vi tơ luôn ổn định. Điều chỉnh R để hệ số công suất mạch AB bằng 0,6. Khi đó giá trị của R là
câu 12 đến 15. Em tìm ra Đức L, Giết Sơ nhìn thầy nghiệp cá. Omega này bài cho 120. L bằng 1 chia 3 bên. C bằng 250 chia cho 3 bên. Microfarad tức là mũ từ 6. Đó. Từ 3 điều này suy được ZL bằng L omega và ZC bằng 1 chia C omega. Lâu lâu nhắc lại, phải không ạ? L omega bằng 40. 1 chia C omega thì hôm nay em bấm ra được là 100. Có ZL, có ZC. R điện tử thường có biến trở, có R lớn nữa. Bây giờ đề bài nói là hệ số công suất của hoạt động 0.6 thì giá trị của biến trở là bao nhiêu. Vậy em có là cos phi của toàn mạch. Chú ý, lúc này R gồm có R bộ, R điểm biến trở và R, R trong cụm cả. Cho nên là R nó tìm ra R bộ mới được cộng với LC được bằng 0.6. Thay nốt số vô R1 chia cho căn bậc 2 của R1 bình cộng với LC 60 bình bằng 0.6. Em giải phương trình này, bấm máy sẽ được R1 bằng 45. Có R1 suy ra R cho R1 trừ cho R nhỏ. Cuối cùng R1 là 45 trừ cho R nhỏ là 20. Vậy đáp án của là 25 ohm. 25 ohm. Em chọn đáp án con này là câu A. Được chưa? Đấy, câu 12. Cho hệ số công suất giải bình thường. Nhớ như vậy. Ở đây thì gộp hai cái R của cuộn dây là R nhỏ và R của biến trở thì gặp chung lại là R1 cái mức tiếp. Bây giờ được chưa? Tiếp tục câu số 13 nhé. Một mạch điện gồm điện trở thuần 50 ohm cuộn dây thường cảm có độ tự cảm L bằng 1 chia 3 pi henry. Tụ điện có điện dung là 625 chia 6 pi microfarad thứ tự mấy mét tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện, điện áp xoay chiều với điện hiệu dụng là 120V tần số thay đổi được. Khi tần số dòng điện F bằng F0 thì công suất tiêu thụ của mạch là 144W và dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Giá trị của F0 là vậy câu này cho LC rồi hỏi ngược F0 phải không ạ? Lại là một câu cho công suất, yêu cầu tìm một hệ lượng đã biết, hệ lượng chưa biết. Em có công thức này: R bình trừ U bình chia B nhân R cộng với L trừ ZC tất cả bình bằng không. Khi xây dựng công thức này thầy có nhắc là chú ý để mà ứng dụng nó rất là mạnh. Dạ, vòng qua vòng lại nếu để ý kỹ chỗ này nè, về mặt toán học chỉ áp dụng định lý VSS nhiều nữa lần khác, chú ý như này. Rồi, giờ đây tìm F, hay lấy trị thì nói với L từ ZC. Trong trường hợp này nó bằng căn bậc 2 của U bình chia B nhân R trừ R bình. Em thay số vô. U đề bài cho là 120, B là 144, R là 50, trừ cho 50 bình. Em bấm máy ở đây ra là 50. Đó. Trị tử nhất là dưới xe là 50. Phải không ạ? Mặt dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Dòng điện đề bài cho là Y sớm pha
hơn U. Y mà sớm pha hơn U thì suy ra ZL trừ ZL sẽ nhỏ hơn ZC. Vậy đi, ZL nhỏ ZC bỏ này ra thì em suy ra được ZL trừ ZC trong trường hợp là trừ 50. À, thay vô L2BF trừ cho 1 chia C2BF bằng trừ 50. L2BF trừ 1 chia C2F bằng trừ 50. L có, C có, thay vô suy ra L đề bài cho là 1 chia 30. F là F0 em ha, em đề bài nhân cho 2BF0 trừ cho 1 chia C là 625 chia 6B nhân ngũ trừ 6. 625 chia 6B nhân ngũ trừ 6 đổi ra para nhân cho 2BF0 và bằng 50. Đó. Rồi, thu gọn một lần nữa, suy ra 2F0 chia 3, chỗ này thay vô trừ 4800 chia F0 bằng trừ 50 này nhỉ, trừ 50. Và em giải phương trình này, giải phương trình này suy được là F0 nó bằng 55,2F. Và đáp án em chọn được đây là câu 55,2F là câu C. Đấy, được chưa? Tiếp tục câu số 14 nè. Cho mạch điện AB gồm một tụ điện gồm đoạn A M chứa tụ điện mắc nối tiếp với đoạn MB. Đoạn MB chứa hai điện cỡ phần giống nhau. Khi đặt vào AB một điện áp U bằng 120 căn 2 cos omega t vol luôn ổn định. Ta thấy cả hai cách mắc nối tiếp hoặc song song hai điện cỡ R trong mạch MB thì mạch AB vẫn tiêu thụ công suất là 72 W, giá trị của R bằng câu 14 cái gì nè. Vậy bây giờ khi hai trường hợp này hai điện cỡ mắc nối tiếp thì có R1 mắc nối tiếp cộng là cộng 2R bơi 1. Rồi hai điện cỡ mà mắc song song thì lúc này thì có được R2 nào đó nó không song là R chia 2 và lại có B là B2, phải không ạ? Mà đề bài cho B1 bằng với B2, suy ra R1 cộng R2 bằng U bình chia B, đại từ biểu thức đặc biệt suy ra, phải không ạ? Giải đầu tiên đấy, vậy mình suy ra được R1 là 2R cộng R2 là R chia 2, U bình 120 bình chia B, B là 70. Đấy không ạ? Giải phương trình này ra em suy được R bằng 80 thôi. Và đáp án này là câu câu D. Đấy, chú ý giùm thầy nha. Tiếp tục câu số 15. Mạch R, LC có R thay đổi được, mắc và mạng điện xe chiều có tần số không thay đổi, R bao nhiêu thì mạch đạt công suất cực đại.
không có hiện tượng cộng hưởng xảy ra. À, câu 15 này khảo sát công sức theo là đúng không ạ? Đó. Thay đổi R để cho B mất, mình biết rồi, thu C phải mặt suy ra R thì tuyệt đối với L trừ với C, chọn ngay đáp án là câu A. Rồi tiếp tục câu 16, mặt R L xoay móng nối tiếp, cuộn dây có điện trở trong R nhỏ nhỏ hơn trị đối với L đĩa sơn. Khi R thay đổi thì giá trị R là bao nhiêu để công suất trong trạch đạt cực đại không có hiện tượng cộng hưởng xảy ra? Tương tự câu trên, chú ý dùm thầy. Thay đổi R thì suy ra R bộ bằng R lớn cộng R này cũng thay đổi, phải không? Thay đổi để cho công suất của mặt, toàn mặt mà lớn nhất thì em suy được là R bộ sau trị đối với L trừ cho S. Vậy lúc này suy ra được là R lớn sau trị đối với L trừ S mặt trừ cho R nhỏ. Đấy, R bộ là lớn hoặc nhỏ, chuyển qua em chọn đáp án là câu câu C. Đáp án câu C, đúng rồi. Rồi, tiếp tục câu 17. Một, cho một mạch điện xoay chiều gồm RL xoay móng nối tiếp, hệ số công suất bằng không khi và chỉ khi. À, câu 17. RL xoay nối tiếp có phi bằng không khi mà chỉ khi R bằng không, mà không có R thì có phi bằng không. Đáp án chọn được là câu câu C, lý thuyết ý nghĩa hệ số công suất, đúng không? Câu 18, cho mạch điện AB không phân nhánh gồm điện trở thường bằng 24 ohm, tụ điện có điện dung là 625/9V/μF, một cuộn cảm có điện đảo hoạt động là 9 ohm. Đặt vào AB một điện áp U bằng U0 có 2VST với U0 không đổi và F thay đổi được. Cho F thay đổi, ta thấy F bằng 60Hz thì điện áp giữa hai đầu cảm tụ lệch pha 90 độ so với U. Còn khi F bằng 72Hz thì điện cuộn cảm tiêu thụ công suất là 36W, giá trị của U0 bằng. À, nhìn đây. Để câu này em nhìn nè, câu 18, F mà bằng 60Hz, F bằng 60Hz, đề bài đó là điện áp với hai bản tụ là pha 90 độ so với U, U sơn là pha 90 độ so với U, suy được cộng hưởng điện. Vậy lúc này em suy được ZL bằng ZC bằng L 2VS chẳng hạn. L L chia cho bằng 1 chia C 2VS, 1 chia C 2VS. Em thay vô bóng máy được 120 ohm. Rồi khi S mà bằng 72, đặt F1 này, F2 này giúp là 1 chia C 1, F2 bằng 72 Hz. Suy ra, chú ý này nè, ZL2 bằng ZL1 nhân F2 chia F1, nó tỷ lệ đó. Em thay số của bấm máy trong trường hợp này, ZL2 bằng 144 ohm, ZC2 bằng ZC1 nhân F1 chia cho F2. Đó, chỉ cái F thay đổi, C không đổi. Em thay số cho máy này được là 100 thôi. Có ZL2, có ZC2. Đề bài đó là lúc này công suất tiêu thụ của cuộn cảm, à, nghĩa là B trên R
quay trên R bằng 36 quá. Vậy suy ra 36 này, nó bằng R của cuộn dây là 9, nhân cho even là U bình, chia R toàn mặt bình là 9 cộng cho 24 tất cả bình, cộng với L2 trừ với C2 là 144 trừ 100 tất cả bình. Đó, vậy từ chỗ này em bấm máy suy ra được U bằng 110 vôn. U bằng 110 vôn, cẩn thận, đề bài lại hỏi là U0, cẩn thận nha mấy em. U0 phải bằng U căn 2, tức là 110 căn 2 vôn. Đáp án câu này em chọn được là câu C. Đấy, hết sức cẩn thận này. Rồi, tiếp tục. Câu số 19. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến cỡ R, cuộn dây không thường cảm có điện cỡ R nhỏ bằng dạng L bằng nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ được cuộn dây lớn nhất, số công suất mạch khi đó là câu 19 nhìn đây. Mạch này có R, có R nhỏ L. Đó, B cuộn dây bằng R nhân cho Y bình, bằng R nhân cho U bình, chia cho R cộng R tất cả bình cộng với L. Đó, vậy lúc này nè, R thay đổi mà để cho B cuộn dây lớn nhất, B cuộn dây mà lớn nhất thì dễ thấy R này bạn, R bằng 0, phải không? Tử số không đổi rồi, lớn nhất khi mẫu số nhỏ nhất, mẫu số nhỏ nhất thì R chỉ còn bằng 0. R bằng 0, đây bạn hỏi là hệ số công suất của mạch khi này tốt phi, chỉ còn là R chia là căn của R bình cộng với L bình, mà đề bài cho R nhỏ là bằng với L nữa, em thay vô là bằng 1 chia căn căn 2. R nhỏ bằng với L thay vô, đáp án là câu được chưa? Đó, thì câu 19 chú ý cả. Tiếp tục câu 20. Mà này cũng có R, R nhỏ hay L. Rồi, R bằng 20 thì công suất tiêu thụ trên R lớn nhất, R bằng 20 với R lớn nhất. Điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha Pi chia 3, số điện áp hai đầu R tức là phi dây bằng Pi chia 3. Rồi, hỏi R bao nhiêu công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất? Nhìn đây, R bằng 20, B R mắt mình suy được là R bằng căn bậc 2 của R nhỏ bình cộng với L bình, tức là bằng 20. Phi dây bằng B chia 3, tan phi dây bằng với L chia cho R bằng căn 3. Đó, vậy từ hai điều này, phải không ạ? Có R với L, em suy ra cụ thể ZL bằng R căn 3 thay cho đây R nhỏ bằng 10 ohm và ZL bằng 10 căn 3 ohm. Đúng không ạ? Hay được này. Bây giờ đề bài hỏi là công suất tiêu thụ mạch lớn nhất B của toàn mạch mà lớn nhất, suy ra được R cộng cho R lúc này nó bằng là ZL, nó bằng 10 căn 3. R nhỏ lại bằng là 10, vậy suy ra R lớn bằng 10 căn 3 mặt trừ cho 10 nó gần bằng là 7,3.
đáp án em chọn được 7,3 là câu C. 7,3 được chưa? Đó, khảo sát công suất hai đường hợp có L nhỏ khi trên biến động cực đại và toàn mặt cực đại. Chú ý này nhé. Đấy. Tiếp tục câu 21. Trong đoạn mạch R biến trở điện áp giữa hai đoạn mạch UAB và U căn 2 có UAB, cuộn dây cảm kháng 50, điện trở thường không đáng kể, tụ điện dung kháng là 100 ohm. Cho biến trở có giá trị tăng từ 50 căn 3 ohm thì công suất sẽ câu 21. R ZL bằng 50, ZC là 100. Vậy từ hai điều này em suy ra R zero bằng điện trở ZL từ ZC bằng 50. Nghe tương ứng giá trị R zero được không ạ? Vậy R tăng từ, đây bài nói R tăng từ 50 căn 3 ohm, nó đã lớn hơn R zero rồi, phải không? Lớn hơn điện R zero rồi thì công suất lúc này là B nó luôn giảm. Công suất luôn giảm xuống, em chọn đáp án là câu B. Bây giờ công suất luôn giảm. Rồi, tiếp câu 22. Mặt RLC thay đổi R đến cái điện R zero để công suất tiêu thụ của mạch là B max. Hệ số công suất thì hệ số công suất của mạch bằng R bằng R zero thì suy ra B max. Đúng rồi. Lúc này suy ra R zero bằng điện trở giúp L từ ZC. Hệ số công suất có P ở R zero chia cả mặt 2 của R zero bình cộng ZL từ ZC tất cả mình. Cái này mình làm rồi, giáo khoa nói rồi nói lại luôn, phải không ạ? ZL từ ZC bình hay là chính là R zero bình cộng R zero bình là 2 R zero bình, đem ngoài căn là R zero chia căn 2, vậy này còn lại là 1 chia căn 2. Vậy đáp án này là câu C, 1 chia căn 2. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp tục câu 23 nữa. Mình tiếp tục câu số 23 nha. Mặt điện xoay chiều mất nối tiếp R, LC cuộn dây thường cảm điện trở R và tần số F có thể thay đổi. Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R zero thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại, và khi này F khác 1 chia 2 đi căn LC. Cố định R bằng R zero và thay đổi F đến giá trị F zero để công suất mạch cực đại là B2. So sánh B1 và B2. Nghĩa là ban đầu mạch tiêu thụ công suất là B1, phải không em? Rồi, nhìn đây, câu 23. R bằng R zero F khác 1 chia 2 B căn LC thì suy ra B max bằng B1, lúc này bằng là U bình chia cho 2 R zero, phải không ạ? Thay đổi R để B max, đúng không? Đấy. Rồi khi này cố định R zero thay đổi F để công suất lúc này cực đại là B2. Vậy lúc này công suất cực đại mà xảy ra cộng hưởng điện bằng U bình chia R zero. Đó. Vậy so sánh giữa hai điện thức 1 và 2, từ 1, 2 suy ra được B2 bằng 2 lần B1. Phải không? B2 bằng 2 lần B1. Đáp án là câu B. Đó. Gộp cả hai bài toán khảo sát vô 1. Rồi. Chú ý. Câu 24. Cho mặt RLC nối tiếp cuộn dây thường cảm R là biến trở
Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch bằng U không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2, ta thấy công suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong hai trường hợp bằng nhau. Tìm công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi. À, câu hai tên mình đây. R1, R2 mạch cùng công suất. R1, R2 thì mạch cùng công suất. Vậy lúc này mình có R1 nhân R2 bằng R0 bình. R0 bình ứng với công suất cực đại, phải không ạ? R0 bằng căn của R1 nhân R2. Và lúc này R nó bơi mắt. Bơi mà mắt chính bằng U bình chia 2 lần R0 bằng U bình chia 2 lần căn của R1 nhân R2. Em chọn được đáp án U bình chia 2 căn R1 lần 2 đáp U bình. Được chưa? Đấy. Tiếp tục câu 25. Mạch điện sẽ chiều bao hơi gồm điện rất phần R và tụ C bóng nối tiếp. Biết C bằng 63,6 microfarad, U ba B bằng 100 cos 100 mV. Khi R bằng RM thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại là BM. Giá trị RM và BM là câu 25. Nhìn đây. Đầu tiên tìm Z C. 1 chia C omega. Em thay vô tìm được là 50. Rồi R bằng RM thì suy ra B lớn nhất. Lúc này em có được RM bằng ZC bằng 50. Rồi B mắt bằng U bình chia cho 2RM. U bình đề bài cho là 50 căn 2. Tất cả bình đổi ra giá trị hiệu dụng chia cho 2 nhân 50 vậy bằng 50, phải không? 50 quá. Vậy so sánh hai trường hợp mình chọn đáp án là câu RM bằng 50, B bằng 50, đáp án câu còn A. Được chưa? Đấy. Tiếp tục câu 26. Đặt điện áp U bằng U căn 2 cos OAT V vào hai đầu đoạn mạch gồm vụ cẩm thừng mới nối tiếp một biến trở R, ứng với hai giá trị R1 và R2, R1 bằng 20, R2 bằng 80. Thì biến trở của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400W, giá trị của U là câu 26. R1 bằng 20, R2 bằng 80, B1 bằng B2 bằng 400. Để bài cho đây. Đó. Thì em nhớ lúc này mối liên hệ với R1 R2, tổng R1 R2 bằng U bình chia B. Vậy suy ra U bằng căn của R1 cộng R2 nhân B. R1 cộng R2 100 nhân 400 lấy căn ra là U bằng 200 V. Giá trị của U là 200 V. Chọn đáp án là câu 1. Được chưa? Đấy, chú ý giùm thầy. Tiếp tục câu 27. Trong đoạn mạch xe chiều RLC nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết rằng có hai giá trị C1 và C2 của tụ điện công suất tiêu thụ của mạch như nhau. Với giá trị C0 công suất tiêu thụ mạch cực đại, mối liên hệ giữa C1, C2, C0 là khảo sát công suất theo C, đúng không?
C1, C2 suy ra B1 bằng B2. Rồi C0 suy ra B1. Vậy mối liên hệ này mình có rồi là ZC1 cộng ZC2 bằng 2 là ZC1. Vậy nó khảo sát công suất theo sơn. Bạn nào quên xem lại nha. Vậy suy ra 1 chia C1 cộng 1 chia C2 bằng 2 chia C0. Đã là biểu thức theo sơn. Đấy. Vậy biểu thức là biểu thức C đúng rồi, đã đáp sơn. Tiếp câu 28. Đoạn mặt xây chiều gần cuộn dây có độ tự cảm L bằng 1 chia 5 pi Henry, điện trở thuần R nhỏ bằng 15 ohm, mắt nối tiếp với một biến trở R. Điện áp hai đầu mặt là U bằng U0 có 314 T. Dịch chuyển công chạy của biến trở sẽ cho giá trị của biến trở từ 10 ohm đến 20 ohm thì công suất tỏa nhiệt của biến trở sẽ câu 28. Mặt này có R là biến trở với lại R nhỏ và L. Em tìm ra ZL giùm thầy bằng L omega hay số thì bấm là 20. Bây giờ dịch chuyển con chạy biến trở sao cho giá trị biến trở từ 10 đến 20, công suất tỏa nhiệt của biến trở là bao nhiêu, thay đổi như thế nào? Đấy. B lên biến trở tức là BR mà mắt suy ra R bằng căn mặt 2 của R nhỏ mình cộng với L mình. R nhỏ bằng 15, L bằng 20, em thay vô được 25. Phải mà ứng với giá trị này thì công suất bị biến trở là lớn nhất. Vậy khi cho R nó tăng từ 10 đến 20 ohm thì suy ra được công suất trên R luôn tăng. Công suất trên R luôn tăng. Đáp án câu này là câu C. Đó. Được chưa? Tiếp tục câu 29. Đặt điện áp xoay chiều với điện dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu động mạch có nối tiếp gồm R của từng cảm L và độ C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 10√4 chia B hoặc 10√4 chia 4 B hoặc 10√4 chia 2 B thì công suất tiêu thụ trên động mạch đều có giá trị bằng nhau. Hỏi giá trị L là câu 29. C1 10√4 chia 4 B, C2 10√4 chia 2 B, F bằng 50 Hz. Vậy em suy ra được công thức ZC1 sẽ ra là 400, ZC2 sẽ ra là 200. Công thức tính như em đề bài cho B1 bằng với B2 thì suy ra được ZC1 cộng ZC2 bằng 2 lần ZC0 tức là 2 là ZL. Vậy suy ra được ZL trong trường hợp này ZC1 với ZC2 600 chia 2 bằng 300, ZL 300. Vậy suy ra L cuối cùng là ZL chia cho omega bằng 3 chia B em đi. Omega là 100 B, phải không ạ? Vậy đáp án câu này mình chọn là câu D. Đấy. Được chưa? Rồi. Tiếp tục câu 30, câu cuối cùng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ động mạch RLC trong phân nhánh hay là tự cảm L của nguồn cảm. Cái hình đấy. Điện áp hiệu dụng với hai đầu mạch là U bằng 110 căn 2 sin omega T luôn ổn định, dung kháng của điện mạch. À, câu 30 thế nhỉ? Em thấy khi L bằng L0 suy ra B mắt trên hình vẽ cho là 302,5, B mắt là chính bằng U bình
chia cho R. Phải không ạ? U là 50 có rồi. U là 50 có rồi. Đó. Vậy em suy ra được R trong trường hợp này bằng 40. Đó. Phải không ạ? Bơi mát và U bình chia rồi. Rồi. Tiếp theo thấy tại chỗ L bằng 0. L bằng 0. Thì giết L bằng 0. Lúc này suy ra B nó bằng R nhân cho U bình chia cho R bình cộng ZC bình. Phải không ạ? Thay số vô suy ra B lúc này đề bài cho là 193,6. R là 40 tìm được ở trên rồi. U là 110 đề bài cho rồi. R bình là 40. 40 bình cộng ZC bình. À, giải phương trình này suy được ZC bằng 30 đồng. Đây là đáp án đề bài hỏi. Là câu C. Được chưa? Đấy. Như vậy qua 30 câu này là mình tổng ôn lại tất cả các bài tập thực hiện liên quan nhiều nhất đến công sức của dòng điện xoay chiều. À, bạn nào quên thì ôn lại kiến thức, làm lại cho quen. Được chưa? Đấy. Rồi, thầy trả lời. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.